Tử Linh Pháp Sư tập 113. Đây là trái đất. Có rất nhiều ký ức tuôn ra trong đầu của tôi. Tôi nhớ ra rồi. Đây là biển sao của hệ mặt trời. Tại sao nó lại xuất hiện ở thế giới này? Rốt cuộc là phù vàng nguyên thủy này là có liên quan gì tới hệ mặt trời? Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Không phải là đang nghiên cứu phù vàng đấy chưa? Đừng có nghiên cứu nữa. Phù vàng nguyên thủy này quá thần kỳ rồi. Nhiều năm như vậy, rất nhiều thần cấp cường giả đều muốn dạy mà chúng, nhưng mà tiếc rằng căn bản không thể hiểu. Nó thần bí như vậy, làm người thì hãm sâu mà mơ muội. Phù văn này đại biểu cho hệ mặt trời, đương nhiên là không dễ bị dạy mã. Nếu như tôi có thể dạy mã mà nó, dù chỉ một chút thì cả đời này cũng không còn gì tiếc nuối. Trong không gian nguyên thủy, có lẽ sẽ có càng nhiều thứ có liên quan tới trái đất. Muốn vào đó thì vào một vòng quá. Đáng tiếc là không gian nguyên thủy ở tầng dưới, khả năng phải tới cấp 70 thì mới có thể vào được. Cậu có biết là có cách nào khác hay không? Thật ra là có đó. Ở khu vực trung tâm hạch lần trước thì có một con đường thông tới tầng dưới. Có một con bốt canh gác ở nơi đó. Muốn vào lối đó thì với hai được con bốt kia. Cấp bao nhiêu? Cấp 68. Nó cũng là bốt duy nhất chưa từng bị giết trong đường thí luyện tiền cổ. Đã từng có không ít kẻ mạnh dưới tầng muốn giết nó. Kết quả chẳng những không thành công mà còn bị thương rất nặng. Còn bốt đó nguy hiểm làm đấy. Kiến nghị cậu đến cấp 70, chuyển chức lần bà xong hẳn đi. Dù sao thì không gian nguyên thị cũng không chạy được. Tôi hiểu rồi. Quý cô xinh đẹp, tôi là Lâu Di. Thấy cô đã được cái phù hiệu và nguyệt thủy cho nên chúng tôi muốn bảo vệ cô. Không cần. Ở những quý cô, không có sự bảo vệ rất nguy hiểm. Phù văn nguyên thủy sẽ thu hút ác ma vượt sầu và long tộc. Người của đế quốc thần hại châm tụi không cần cái người bảo vệ. Đội thảo phạt bốt của Gia Lâm Công Hội. Là người của Gia Lâm Công Hội, là công hội số 1, số 2 đứng đầu thần hạ. Thì ra là Giang Văn Sự của Gia Lâm Công Hội. Biết tôi là tốt. Thánh linh triệu hồi sư, chức nghiệp truyền thiết cấp trùng. Cô lời hài thật. Thánh linh triệu hồi sư cấp 41. Thánh lượng Pháp Sư cấp Tử Linh cấp 30. Cấp 30 Tử Linh Pháp Sư. Lần đầu nghe tới chức nghiệp này đấy. Khổ đã. Đây là Cớ tình thiếu ý Giang Văn Sự. Chào trưởng quan. Anh thuộc quân đội. Ở vườn nhưng là trước kia, sau này xảy ra chút chuyện nên đã dạy ngủ. Lâm trưởng quan, nơi này rất nguy hiểm, để anh em chúng tôi bảo vệ. Không đúng. Quân hàm của Lâm trưởng quan đã là thượng tá, đâu cần chúng ta bảo vệ. Xem ra Lâm trưởng quan đã dùng cách gì đó cố ý che giấu cấp bậc của mình. Trưởng quan, còn anh em chúng tôi giúp thì có việc giao phó. Đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi. Các anh có thấy có thần tuyển bí cảnh ở xung quanh đây không? Tôi đã nhiều ngày tìm mà cũng không có manh mối. Đi theo hướng này khoảng hơn 100 dặm. 4 ngày trước thì từng có một tuyển bí cảnh xuất hiện. Cảm ơn. Cậu có sao rồi? À đi đã. Sao thế? Đi. Làm gì cái chuyện đó? Chúng tôi đều là con người với nhau. Là ác ma vượt sâu. Còn có chức nghiệp giả long tộc. Xem ra chúng ta không cần đi rồi. Sẵn sàng chiến đấu. Yên tâm, tuy số lượng kẻ địch rất nhiều, nhưng mà tôi đã phát tín hiệu từ trước rồi. Viện quân rất nhanh sẽ tới, chúng ta chỉ còn kiên trì cầm cự là được rồi. Hả? Quân đoàn trưởng Lâm Mật Ngữ cấp bậc 30, chức nghiệp tự tình pháp sư. Quân đoàn trưởng 10 bạn gia nhập quân đoàn.